Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món nước chảy khác nữa cũng rất là thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng lại rất là đơn giản, dễ làm. Và các nguyên liệu thì các bạn có thể tìm mua ở bất cứ các chợ hoặc là các siêu thị nào. Đó là món sữa bí đỏ hạt sen. Và để thực hiện món sữa này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là bí đỏ, có nơi thì còn gọi là bí rợ. Một chút nữa mình sẽ sử dụng liều lượng bí đỏ là 200g. Các bạn sẽ sử dụng một ít lá dứa để tạo cái mùi thơm ngon hơn cho cái món sữa của mình. Tiếp theo nữa đó là 100g hạt sen tươi. Hạt sen thì các bạn nếu mà mình sợ đắng thì các bạn sẽ loại bỏ đi cái phần tim sen ở phía bên trong hạt sen ha. Tiếp theo nữa sẽ là 1 muỗng canh sữa đặc. Và đây là 2 muỗng canh đường phèn. Đường phèn thì nó sẽ giúp cho món sữa của mình nó có cái vị ngọt thanh, nó không có quá ngọt gắt ha. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể là thay thế bằng đường cát trắng bình thường cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món sữa bí đỏ hạt sen này nhé. Đầu tiên thì đối với cái phần hạt sen này thì các bạn sẽ ngâm với nước ấm trong khoảng thời gian là 10 phút. Thứ nhất là để loại bỏ cái vị chát ở trong hạt sen. Thứ hai là để rút ngắn cái thời gian chúng ta luộc hạt sen, nó sẽ nhanh mềm hơn. Rồi đây là 200g bí đỏ. Bí đỏ thì các bạn ưu tiên sẽ lựa chọn cho mình cái loại bí nó đã già, nó thật là già ha. Thì bí già thì mình làm cái món sữa này nó sẽ càng ngon hơn. Thì sau khi mua về các bạn sẽ gọt sạch vỏ, các bạn sẽ loại bỏ đi hết cái phần hạt bí và các bạn sẽ cắt ra từng miếng nhỏ như thế này để một chút nữa chúng ta đi luộc hoặc là chúng ta hấp nó cũng sẽ nhanh mềm hơn. Sau khoảng thời gian 10 phút các bạn ngâm hạt sen trong nước ấm như thế này thì bây giờ các bạn sẽ đổ cái phần nước này ra ha. Các bạn sẽ vớt cái phần hạt sen này ra. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ cho hết cái phần bí đỏ vào trong một cái nồi như thế này. Rồi các bạn cho luôn cả cái phần hạt sen mình cho vào. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây khoảng 500ml nước ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi luộc chín cái phần bí và cái phần hạt sen đến khi nào bí đỏ và hạt sen mềm hẳn. Sau khoảng thời gian 5 phút thì lúc này các bạn thấy là hạt sen và bí nó đã rất là sâu như thế này thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ. Và các bạn nhớ là mình sẽ để cái nắp nó hở ra một chút như thế này để tránh bị trào nước ra ngoài ha. Mình sẽ chỉnh về cái mức lửa nhỏ vừa. Sau khoảng thời gian 15 phút các bạn luộc bí và hạt sen thì bây giờ các bạn kiểm tra các bạn thấy là bí cũng đã mềm và hạt sen thì các bạn sẽ lấy lên thử ha. Các bạn xem nó mềm chưa? Rồi nó rất là mềm rồi nha các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ tắt bếp. Rồi đây là bí và hạt sen mình đã luộc mềm. Bây giờ các bạn sẽ cho thêm vào đây 1 lít nước. 1 lít nước lọc bình thường ha các bạn. Các bạn cũng có thể là cho ít hơn nếu như các bạn muốn cho món sữa bí đỏ hạt sen của mình nó đặc hơn một chút thì các bạn sẽ giảm cái lượng nước lại. Bây giờ thì các bạn sẽ chờ cho cái phần hạt sen và bí đỏ này nó nguội bớt một chút rồi các bạn sẽ mang đi xay nhuyễn. Nếu mà các bạn cho vào máy xay sinh tố cái lúc mà nó còn nóng như thế này thì máy sinh tố của mình nó rất là dễ bị nhanh hỏng cái lưỡi dao ha. Lúc này hạt sen và bí đã nguội bớt thì các bạn sẽ cho vào máy xay sinh tố ha. Rồi các bạn sẽ cho một ít nước vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi xay nhuyễn ha. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục cho hết nước còn lại vào luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xay thêm một lần nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị một cái rây như thế này để chúng ta cho hết cái phần bí đỏ và hạt sen các bạn cho vào rây ha. Các bạn cho ngược lại vào trong nồi. Các bạn có thể là lượt qua rây như thế này hoặc là không lượt cũng được nha. Nếu mà mình muốn sữa nó mịn thì mình sẽ lượt. Còn mà mình muốn có cái phần cái đó mình ăn á thì không cần. Mình cạo nhẹ nhẹ như thế này để cho nước nó bí đỏ và hạt sen nó rớt xuống. Rồi ha. Như vậy là chúng ta đã lượt xong cái phần sữa bí đỏ rồi. Còn một chút
sát như thế này thì chúng ta sẽ bỏ đi. Giờ các bạn sẽ hớt bỏ cái phần bọt này. Bây giờ các bạn sẽ cho cái phần sữa tí đỏ vào lại lên bếp như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh sữa đặc, 1/2 muỗng canh. Nếu như các bạn thích sữa ngọt hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường cũng như là cái lượng sữa đặc lên ha. Rồi các bạn cũng sẽ cho lá dứa vào luôn. Các bạn sẽ bật bếp lên và các bạn sẽ nấu sữa bí đỏ ở mức lửa trung bình. Trong quá trình nấu thì lâu lâu các bạn nhớ là mình sẽ dùng vá như thế này để các bạn khuấy nhẹ cái phần sữa để tránh cho nó bị cháy khét ở dưới đáy. Bây giờ mình sẽ nấu đến khi nào sữa bí đỏ nó tan đường hoàn toàn cũng như là nó vừa sôi lăn tăn lên thì các bạn sẽ tắt bếp. Như các bạn cũng biết thì sữa bí đỏ hạt sen rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt rất là tốt cho mắt, bởi vì trong sữa bí đỏ hạt sen có chứa rất là nhiều vitamin như là vitamin A, vitamin C và đặc biệt rất là tốt cho xương. Đối với những ai mà bị gầy thiếu dinh dưỡng thì đây có thể là một trong những món nước giải khát, những món sữa giúp cho các bạn có thể là tăng cân dễ dàng. Sau khoảng thời gian 10 phút các bạn nấu cái phần sữa, các bạn lúc này các bạn thấy là sữa bí đỏ nó vừa sôi lên như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp nha. Và lá dứa mình cũng sẽ vớt ra luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món sữa bí đỏ hạt sen thật là bổ dưỡng và thơm ngon như thế này rồi đó các bạn. Và ở kênh nấu ăn của mình thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều clip về các món sữa như là sữa đậu đỏ nè, sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa bắp vân vân, rất là nhiều ha. Và hôm nay thì mình lại chia sẻ thêm một món sữa bí đỏ hạt sen cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể của chúng ta. Và hy vọng sau clip này thì các bạn sẽ yêu thích món sữa hạt sen bí đỏ này và sẽ thêm vào thực đơn nấu ăn của gia đình mình nhé. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món nước giải khát cũng như là món sữa bí đỏ hạt sen này. Và nếu như các bạn yêu thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để biết thêm công thức làm món sữa bí đỏ hạt sen này nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye!